Rồi giờ thì mình sẽ di chuyển qua cầu Đao Phụng, thì lên đây mình sẽ ăn cơm luôn nhé các bạn. Thì ăn cơm xong thì mình sẽ ra tham quan toàn tuyến Đại Dương và những cái công trình xây dựng của hai Đại Dương. Thì anh sẽ nói sơ về những cái công trình và những về cái tiểu sử của cậu hai Đại Dương. Từ từ anh Bình tĩnh. Quay phim lại rồi, nói đi ông, anh rồi. Nói đi. Rồi, ông Hai Đậu Dừa thì ông tên thiệt là ông Nguyễn Thành Nam. Ông sinh 1909 nha các bạn. Ngày 25 tháng Chạp năm 1909 và tính theo âm lịch của mình. Còn tính theo Tây á, thì là ra 1910. Thì sau 1928 thì lúc đó còn hai được 19 tuổi. Thì ông sang Pháp du học. Học bên trường Paris bên Pháp học trong vòng 7 năm. Đến 1935 còn gì nữa. Từ 1935 đến 1945 á, thì nãy mấy em mình vô mấy cục chỗ mà làm cây dừa á, thì họ có bán mấy cái lục xà phòng dừa á, là làm bằng tinh dầu dừa, thì họ nấu khô đặc lại. Thì là do cậu hai dầu dừa trồng ra. Thì đến 1945 thì ông buồn gia đình, ông mới lên dùng bảy núi là dùng Châu Đốc An Giang, gọi là dãy núi Thấp Sơn. Thì ông tu đạo này gọi đúng là ông Hai Đạo Vườn, có nghĩa là vừa vừa phải phải thôi. Trên cái đạo này bao gồm có ba đạo: đạo Phật, Cao Đài và Đại Thiên Chúa. Và trước khi ổng đi tu, ổng cao 1m70, mà ổng tu rồi ổng chỉ còn 1m40 thôi, nặng có 27kg. Nói với bạn sao mà lùn vậy mà sao giờ ổng đi. Rồi đây em sẽ nói cho các bạn biết luôn, ông hai đạo dừa nè, ổng chỉ uống nước dừa, ăn cơm dừa, ăn cái cùi dừa trắng bên trong này, ổng giới thiệu cho mấy bạn thấy đó. Và thứ ba nữa, ổng chỉ ăn trái cây, không ăn thịt cá, không ăn cơm. Và một ngày ổng ngồi thiền 15 tiếng đồng hồ, ngồi dưới cái lưng ổng bị tôm lại như vậy và cái đầu bị gù xuống, thì mới gọi là lùng đi á. Thì là mới gọi là ông Hai Đạo Dừa. Và cái thứ hai nữa, tại về miền Tây này mấy em thường thường thấy nè, đa số gọi đi về đi, ít đây gọi đi về, không đi về. Vì tại chữ V nó thành chữ giờ, thì mới ra là ông Hai Đạo Dừa là cái thứ hai chỗ đó. Thì về thường thường gọi chung hay cộn đậu dừa không à, chứ ai gọi là cộn đậu dừa đâu, là cái thứ hai. Rồi ông này về hồi mình ra bên bển thì các công trình xây dựng đó đều xây dựng từ 1963 đến 1967 mới hoàn thành, thì trong vòng 4 năm. Thì 1967 ông xây xong thì nhờ các tờ báo quảng bá cái đạo ông lên, thì ông gom góp được các tín đồ hồi lúc bây giờ á, được 50 triệu đồng từ Việt Nam lúc bây giờ. Thì 50 triệu đồng từ Việt Nam thì đó rất là nhiều. Thì ông lên Sài Gòn tranh cử tổng thống với thời tổng thống Hiệu. Nhưng mà thời Việt Nam mình chưa là mình nói rồi, thì còn miền Nam mình còn đi tranh cử giống như bên Mỹ vậy á. Tại vì thời đó mình cơ hội của Mỹ ở miền Nam. Thì mình tranh cử thời ông Hai Đạo Dừa thì người ta không làm bầu cử, không làm tổng thống. Tại vì con người ổng thấp bé quá, thì đi đối như là nói chuyện với giao tiếp với người nước ngoài thì mình thấy người mình lùn đi, thì người ta không bầu cử ổng làm tổng thống. Mà lúc đó em biết ổng lên bầu cử tổng thống á, ổng mang theo 50 triệu đồng từ Việt Nam mình á, ổng bỏ vô 9 vỏ cần xé tiền. Và cái vỏ cần xé là cho người ta khiêng đồ vậy á, thì vỏ bự, thì 9 vỏ tiền như vậy ổng lên Sài Gòn tranh cử tổng thống. Thì sau 1971 ổng không làm được tổng thống, thì 1972 ổng quay về lại cồn Phụng là cồn Đạo Dừa, hồi sẽ lên đây. Thì lên đây cái cồn thì mình sẽ ổng gọi đặt theo cái tên đường, thì ổng gọi đây là Sài Gòn Thu Nhỏ. Và ngồi lên cho ảnh những cái chỗ mà xây dựng của Hai Đạo Dừa, thì ổng thấy có đường Nguyễn Trãi, đường Nguyễn Huệ hay bến Bạch Đằng người vậy. Lối lên đây qua nè cô, thì ngồi lên đây nè cô đợi cả. Dạ. Rồi, thì mấy bạn mình đang ở đây nè, hiện tại mình ngay chỗ này là phụ cô bán tre nha mấy bạn, không còn. Dạ không, cô kéo qua kéo bên đây nè cô, bên đó cậu kéo, bên này mình cậu kéo, kéo, em ơi, em kéo cái đằng sau lên á, thì nó đỡ tại. Thì mấy bạn mình ở đây nè, ở đây thì mình có 4 cái cồn, thì gọi theo tứ danh là Lâm, Lăng, Vi và Phụng. Thì cái cồn Lâm thì cái cồn này, thì người ta gọi là cồn Tăng Lâm. Thì tại dân địa phương đây gọi tăng có nghĩa là mới, lông là con rồng. Thì cái cồn lông này có diện tích thì bề ngang nó rất là nhỏ, nhưng mà chiều dài nó dài hơn mấy cái cồn kia, thì người ta giống gọi giống như là con rồng. Nhưng mà cái cồn ở bên đây thì gọi là cồn lở, thì là tại hai cái đầu cồn đó nước chảy rất là mạnh thì nó đang lở, thì người ta đã xây hai cái bờ kè. Hồi mình chạy ngang mình sẽ thấy, thì cái cồn này không có du lịch nha mấy bạn,
thì cái con này chỉ có làng nghề làng họ nuôi đánh bắt cá biển xa bờ. Và cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, có những cái bè cá, em mấy bạn mình thấy những cái nhà bè nổi cặp bên sông á, là bè họ nuôi cá. Ở đây thì thường họ nuôi cá nhiều hơn. Còn cái cồn Thế Sơn hồi nãy mình đi đó còn gọi là cồn Lăng. Thì hồi xưa cái cồn này gọi là cồn Thái Sơn. Và theo cái chữ Thái thì theo tên vua, người ta mấy ông già làng mới sửa lại là hợp ấp hợp xã gì đó, mấy ông sửa lại là cồn Thế Sơn chứ không phải gọi là Thái Sơn. Tại nhiều người thì cứ nghe quen quen thì gọi là Thới Thái Sơn thì nhiều. Thế nó đúng là cồn Thới Sơn, chữ Thới chứ không phải chữ Thái. Rồi còn ở đây thì cái cồn nó bự nhất trong các cồn, thì nó có lấy diện tích ít là 11 km². Còn phía bên này là cồn Vi, thì thuộc của địa phận Bến Tre. Thì cái cồn này nó tròn giống như con rùa mấy bạn, thì người ta gọi là cồn Vi. Còn cồn Phụng này á, là cồn Đạo Dừa, lúc mà ông Hai Đạo Dừa ông khởi công xây dựng lên đây. Thì lúc ông đào làm lên á, thì đào được một cái chén. Trong cái chén nó có hình con Phụng, là con Phụng Hoàng á. Trong cái chén đó mới gọi là cồn Phụng Vi. Rồi, hết rồi con ơi.